Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Còn lâu nữa, Mitsubishi Xpander mới có thể đạt được những thành công như Toyota Innova tại Việt Nam. Sau gần 15 năm có hơn 100.000 xe bán ra. Tuy nhiên, việc xuất hiện đúng thời điểm người tiêu dùng tại Việt Nam cần một sự thay đổi rõ ràng khiến Xpander đang có lợi thế về thiết kế, kiểu dáng, công năng và đặc biệt là giá bán. Tiếp tục duy trì doanh số ổn định từ năm 2019. Sang tới tháng 1 năm 2020, vừa qua Mitsubishi Xpander vẫn giữ được sức hút đối với thị trường Việt Nam khi bán ra tới hơn 1.150 xe, dù giảm 40% so với tháng 12 năm 2019, nhưng vẫn cao hơn gấp 3 lần đối với đối thủ Toyota Innova với vỏn vẹn 394 xe bán ra, ít hơn tháng trước tới hơn 1.000 xe. Trong khi đó, hai đối thủ trực tiếp cùng phân khúc với Mitsubishi Xpander là mẫu xe Suzuki Ertiga và Toyota Avanza lại không có được sự ưu ái của thị trường. Cho dù mẫu xe của Suzuki hội tụ các yếu tố thiết kế hiện đại, sức mạnh động cơ 1.5 lít và thậm chí cùng xuất xứ Indonesia, giá bán lại rẻ hơn. Tháng 1 năm 2020 vừa qua, Suzuki chỉ bán được 73 chiếc Ertiga, giảm mạnh so với con số 349 chiếc vào tháng 12 năm 2019. Mẫu MPV 5+2 này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với trang bị động cơ 1.5 lít, 103 mã lực, 141 Nm, đi kèm lựa chọn hộp số sàn nâng cấp hoặc hộp số tự động nâng cấp Mitsubishi Xpander với giá bán lần lượt là 550 và 620 triệu đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Vẫn được Toyota Việt Nam lắp ráp trong nước, mẫu MPV bán nhiều nhất lịch sử hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam, sử dụng động cơ 290L, 134 mã lực, 182 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp trên các phiên bản GT Venturer và hộp số sàn 5 cấp phiên bản E. Hiện Toyota Innova có giá bán từ 771 đến 971 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Red được Toyota nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu xe này cũng được sử dụng động cơ 1.5 lít đi kèm một số tự động 4 cấp và hệ thống dẫn đầu cầu sau cho công suất 102 mã lực và mô men xoắn cực đại 136 Nm. Toyota Red hiện có giá bán 668 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mẫu xe này vẫn duy trì hai động cơ diesel 2.2 lít và xăng 3.3 lít, đi kèm một số tự động 6 cấp. Chỉ có duy nhất một phiên bản máy xăng với bán 1.429 triệu đồng. Nhưng Sentona có tới hai phiên bản diesel mang tên Luxury 1.129 triệu đồng và Platinum 1.429 triệu đồng. Mẫu MPV 5+2 này của Kia hiện không còn phiên bản dùng động cơ diesel, chỉ còn lại hai phiên bản động cơ xăng 2.0 lít đi kèm lựa chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp với giá bán lần lượt là 609 và 669 triệu đồng. Mẫu MPV 5+2 này của Suzuki có mặt tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản cùng sử dụng động cơ 1.5 lít đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, 105 mã lực, 138 Nm. Hiện mẫu xe này có giá bán từ 499 đến 549 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Là đối thủ trực tiếp của Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza cũng có hai phiên bản. Nhưng dù hai loại động cơ khác nhau, 1.3 lít đi kèm hộp số sàn 5 cấp, 94 mã lực, 121 Nm và 1.5 lít đi kèm hộp số tự động 4 cấp, 102 mã lực, 136 Nm thì Toyota Avanza có giá bán từ 544 đến 612 triệu đồng. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe,
tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 554455. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.